Xin chào mọi người. Con gà bứt nết. Wow, con chim cũng tới kiếm mình nữa hả? Xin chào mọi người, mình là người cá Tiun. Và đây mình đang sở hữu những chú rái cá quý hiếm nhất trên thế giới. Đây là bộ sưu tập rái cá trên thế giới nổi tiếng của mình. Rái cá lông mượt nè. Mình chính là người cá và mình đã sở hữu được những chú rái cá huyền thoại nhất. Bệnh sữa của Tiun mà. Của mấy em mà. Đi chỗ khác chơi đi con. Thôi là mất chương trình quảng cáo của Tiun hay đang quảng cáo hay tôi quên luôn rồi. Ok, bây giờ Tiun sẽ hướng dẫn cho rái cá bú sữa. Ok baby, wake up baby. Ok. Một bé chim lại xin đồ ăn. Không ngờ Tiun lại có duyên với động vật như vậy. Tất cả động vật đều yêu quý Tiun đó mà. Và nó đều tìm đến Tiun. Yeah. Cái gì? Sữa của người ta nghe chưa? Ok, bây giờ tụi con sẽ được uống sữa nha. Baby ơi, ra đây nào. Rái cá ông xù ơi. Ông trâu ơi. Khỏe không? Ú ta. Cái này chụp hình tận sướng với Tiun này.